Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Doparacim 200mg do dược phẩm Đông Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Doparacib 200mg cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Doparacib 200mg có thành phần là Selecosib 200mg, được bào chế dưới dạng viên nén. Công dụng và chỉ định của Doparacib 200mg giảm các dấu hiệu và triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp ở người lớn. Giảm đau nhanh chóng trong, hậu phẫu, phẫu thuật trong nha khoa, đau bụng kinh, Bệnh polyp ruột có tính gia đình. Thuốc doparidin 200 mg được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau: viêm xương khớp, 200 mg mỗi ngày, một lần hoặc chia làm hai lần. Nếu cần thiết có thể dùng mỗi lần 200 mg, ngày hai lần. Viêm khớp dạng thấp, 100-200 mg, ngày hai lần. Người lớn tuổi nên bắt đầu điều trị bằng liều nhỏ nhất. Trong đau cấp, đặc biệt đau sau phẫu thuật, đau bụng kinh, ngày đầu tiên là 400 mg sau đó 200mg, những ngày tiếp theo mỗi ngày 200mg, ngày 2 lần. Bệnh polyp ruột có tính gia đình, mỗi lần 400mg, uống ngày 2 lần, uống lúc no. Các chống chỉ định khi sử dụng doparacim 200mg, mẫn cảm với selecosim. Suy tim nặng suy thận nặng, hệ số thải trừ creatinine dưới 30ml phút, suy gan nặng bệnh viêm ruột, bệnh Crohn. Viêm loét đại tràng, tiền sử bệnh hen, mày đay, hoặc các phản ứng kiểu dị ứng khác sau khi dùng aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác đã có báo cáo về các phản ứng kiểu phản vệ nặng đôi khi gây chết với các thuốc chống viêm không steroid ở những người bệnh nặng một số lưu ý và thận trọng khi dùng cần thận trọng dùng Selecosim cho người có tiền sử loét dạ dày tá tràng hoặc chảy máu đường tiêu hóa mặc dù thuốc được coi là không gây tai biến đường tiêu hóa do ức chế chọn lọc COX-2 cần thận trọng khi dùng Selecosim cho người có tiền sử hen dị ứng khi dùng aspirin hoặc một thuốc chống viêm không dùng steroid vì có thể xảy ra sốc phản vệ. Cần thận trọng dùng celecoxib cho người cao tuổi, suy nhược vì dễ gây ra chảy máu đường tiêu hóa và thường chức năng thận bị suy giảm do tuổi. Celecoxib có thể gây độc cho thận, nhất là khi duy trì lưu lượng máu qua thận phải cần đến prostaglandin thận hỗ trợ. Người có nguy cơ cao gồm có người suy tim, suy thận hoặc suy gan. Cần rất thận trọng dùng celecoxib cho những người này. Cần thận trọng khi dùng celecoxib cho người bị phù, giữ nước, như suy tim, thận, vì thuốc gây ứ dịch, làm bệnh nặng lên. Cần thận trọng khi dùng celecoxib cho người bị mất nước ngoài tế bào do dùng thuốc lợi tiểu mạnh. Cần phải điều trị tình trạng mất nước trước khi dùng celecoxib. Vì chưa rõ celecoxib có làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng liên quan đến bệnh polyp dạng tuyến đại trực tràng có tính chất gia đình hay không, cho nên vẫn phải tiếp tục chăm sóc bệnh này như thường lệ, nghĩa là phải theo dõi nội soi cắt bỏ đại trực tràng dự phòng khi cần. Ngoài ra cần theo dõi nguy cơ biến chứng tim mạch, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim cục bộ. Celecoxib không có hoạt tính nội tại kháng tiểu cầu và như vậy không bảo vệ được các tai biến do thiếu máu cơ tim, nhất là nếu dùng liều cao kéo dài (400 đến 800 mg trên ngày). Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Daparexib 200 mg thường gặp: tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn, hô hấp. Viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, hệ thần kinh trung ương, mất ngủ, chóng mặt, nhức đầu, la ban, chung, đau lưng, phù ngoại biên, hiếm gặp, tim mạch, ngất, suy tim sung huyết, rung thất, nghẽn mạch phổi, tai biến mạch máu não, hoại thư ngoại biên, viêm tĩnh mạch huyết khối, viêm mạch, nguy cơ huyết khối tim mạch, tiêu hóa, tắc ruột, thủng ruột, chảy máu đường tiêu hóa, viêm đại tràng chảy máu thủng thực quản, viêm tụy, tắc ruột, gan mật, bệnh sỏi mật, viêm gan, vàng da, suy gan, huyết học, giảm lượng tiểu cầu, mất bạch cầu hạt, thiếu máu không tái tạo, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu, chuyển hóa, giảm gluco huyết, hệ thần kinh trung ương, cơ mất điều hòa, hoang tưởng tự sát, thận, suy thận cấp, viêm thận kẽ, da, ban đỏ đa dạng, viêm da chóc, hội chứng Stevens-Johnson. chung, nhiễm khuẩn, đồ tử, phản ứng kiểu phản vệ, phù mạch. Tương tác của Doparexib 200mg với các thuốc khác, các chất ức chế men chuyển, các báo cáo gợi ý rằng NSAID có thể làm giảm tác dụng chống cao huyết áp của các chất ức chế men chuyển, ACE. Nên cân nhắc tương tác này ở những bệnh nhân dùng Selecosib đồng thời với các chất ức chế ACE, Furosemide các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng các thuốc NSAID có thể làm giảm tác dụng thải trừ na của furosemide và thiazid trong một số bệnh nhân. Tác dụng này là do sự ức chế tổng hợp prostaglandin ở thận. Aspirin, dùng đồng thời aspirin với selecosib có thể dẫn đến tăng tỷ lệ loét dạ dày ruột hoặc các biến chứng khác so với việc sử dụng một mình selecosib. Fluconazole, dùng đồng thời fluconazole liều 200mg, uống 4 lần ngày đã làm tăng nồng độ trong huyết tương của selecosib 2 lần. Việc tăng này là do sự ức chế chuyển hóa Selecosib qua P4502C9 của Fluconazone. Do đó, nên đưa Selecosib ở liều gợi ý thấp nhất ở những bệnh nhân đang dùng Fluconazone. Ly thị, nồng độ huyết tương ly thị ổn định trung bình tăng sấp xỉ 17% ở những người dùng ly thị 450mg, uống 2 lần mỗi ngày với Selecosib 200mg, uống 2 lần mỗi ngày so với những người dùng một mình ly thị. Nên giám sát chặt chế những bệnh nhân đang điều trị ly thị khi cho dùng hoặc ngừng dùng Selecosib. Warfarin, celecoxib không làm thay đổi tác dụng chống đông của warfarin được xác định bằng thời gian prothrombin. Tuy nhiên, nên thận trọng khi dùng celecoxib với warfarin do những bệnh nhân này có nguy cơ cao hơn về các biến chứng chảy máu. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Doparesib 200mg, đồng thời biết cách sử dụng Doparesib 200mg sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.